Lễ điệp xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV hôm nay ban tổ chức của áo dài festival à, có dịp đến đây để tâm sự quý vị trước hết lại điệp xin giới thiệu cô Jenny Đỗ trưởng ban tổ chức xin mời Jenny Đỗ có một đời lời lời dạ. uh, với khán giả em xin chào chị và Jenny xin uh, gửi lời chào trân trọng nhất đến với lại khán thính giả của đài truyền hình Việt TV dạ như thế xin kính chào uh, quý vị uh, như quý vị đã biết, áo dài Festival kỳ 4 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tây à, tháng 5 này, à, tổ chức rất là lớn tại Fairmont Hotel. Thì à, hôm nay Jenny Đỗ là trưởng ban tổ chức, à, lệ điệp xin mời Jenny Đỗ có một vài lời giới thiệu về cái chương trình của áo dài Festival kỳ 4 dạ yeah. à, kính thưa quý vị chương trình năm nay rất là quy mô rất là xuất sắc và coi như là sắc màu rất là đa dạng à, mình coi cái câu chuyện nó sẽ gói ghém trong cái uh, hoàn cảnh của uh, chuyện sơn tinh thủy tinh và đây là dịp mà mình phải đem cái uh, phong tục tập quán của mình để mà những cái gì hay nhất những gì tinh hoa nhất của phong tục mình cũng như là về trong uh, nghệ thuật âm nhạc À, và nghệ thuật à, kết coi như là kết thúc à, các à, các loại áo dài à, thì đây là lúc mà, mà được à, được tôn vinh thì à, Jenny à, rất là hân hạnh để gời, mời gọi đến tất cả đồng bào của chúng ta trong thành phố San Jose cũng như là từ Nam Cali à, và Jenny cũng được biết là có những khách là đi từ xa từ các tiểu bang đến à, và cũng là của một số nước nữa như bên Canada, bên Úc đại lợi việt nam và phiên pháp người ta cũng đùa nhau đến để mà À, mừng lễ hội thì đây là một cái buổi rất là huy hoàng đối với cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose. À, Jenny có ở đây trong trong uh, um, trong đài truyền hình mình có cái một ngôi mặt trẻ. Đây là ngôi sao của thành phố San Jose. À, đây là cái niềm hy vọng mà coi như là mình Jenny những ai làm hiện tại ai cũng có một cái hy vọng làm sao để linh hồn của áo lễ hội áo dài sẽ được đưa xuống mà uh, duy trì bởi cái thế hệ trẻ thì đại diện cho thế hệ trẻ và đại diện cho khuôn mặt mới của lễ hội áo dài là cô jennifer chung xin cho cô jennifer có vài lời nói với lại với lại khán thính giả dạ uh, yeah, uh, cảm ơn uh, cô Janie và xin kính chào uh, quý uh, khán giả uh, uh, Jennifer năm nay rất là uh, hãnh diện là được uh, làm cho áo dài festival được đại diện cho áo dài festival uh, hồi 2014 là như uh, Jennifer được câu hỏi để làm ở uh, trong cái production và trên cái stage thì uh, năm nay uh, Jennifer trở lại uh, thì Jennifer muốn khuyên các em uh, các chị để đi tham uh, tham dự cái event là không phải là một cái người guest không mà một cái người volunteer tại vì khi Jennifer lớn lên Jennifer lớn lên ở bên Minnesota lận, thì lúc đó bên đó không có cộng đồng Việt Nam Mà khi Jennifer dọn qua đây, Jennifer thấy là rất là vui Tại vì không có người nào cũng được cái câu hỏi để celebrate cái culture và cái heritage của mình hết Nên Jennifer muốn khuyên các chị các em và các cô các chú là Mình nên hiểu thêm về cái nguồn gốc và về cái văn hóa của người Việt của mình Nên một cái áo dài festival nó có rất là nhiều opportunity mình ra để mình um, nó only giúp cộng đồng mà mình có thể hiểu thêm về các uh, các cái um, tradition đó rất là tốt vậy thì chị lại đẹp À, chị thấy chị thấy năm nay mình hùng hồ không nói nói tóm lại là là mình có được sự tham gia của các uh, lão niên và các uh, trung niên và bây giờ có thêm rất nhiều các uh, thanh thiếu niên trẻ nữa mà như là Chen Chung cũng nói vừa qua đó là lễ hội năm nay đó là coi như là những cái cái đó là cái cơ hội để cho nếu mà ai không có thể đến mà tham dự uh, ngày hôm đó thì cũng là nên đến để mà uh, góp 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 công sức một phần nào đó trong cái công cuộc mà xây dựng cái lễ hội áo dài thì mình nếu mà không có thực thì không có thể nào vực được đạo phải không chị. Thành ra rằng là, là vì vậy cho nên rằng là, là xin chị gợi lời nói về vấn đề về vấn đề cái bảo trợ chương trình như thế nào ạ. Dạ, yeah, à uh, Điệp xin cảm ơn. Và lễ hội áo dài sẽ không được thành công sẽ không được uh, như những người năm qua là nếu mà không có sự ủng hộ của quý vị. Đó là những mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình. lại điệp cũng mượn cơ hội đây để kêu gọi quý vị đang nghe chương trình thoát show hôm nay của áo dài festival sẽ gọi lên ban tổ chức hoặc là vào website của ban tổ chức để bảo trợ hiện giờ mượn cái cơ hội này để cảm ơn những nhà bảo trợ đã bảo trợ cho chương trình đó là nbc uh, caravel Inn và Vũ uh, trust family uh, lee sandwich uh, tiệm giàng hưng phát um, dan recycling yeah, lee, yeah. Lee, lee laundry mat yeah và rất còn nhiều những mạnh thường quân à, và cũng như là hayward code technology à, westcode precision yeah. à, đó là những mạnh thường quân hiện giờ đang bảo trợ và nhất là forever Be more cosmetic là main sponsor cho cái chương trình hôm nay và lại điệp cũng không quên là gọi yêu cầu quý vị À, hãy gọi vào cho ban tổ chức và vào website của ban tổ chức để bảo trợ cho chương trình đây là một niềm hãnh diện của uh, dân tộc Việt Nam chúng ta để cho con em chúng ta biết thêm những cái phong tục tập quán những cái văn hóa những cái nguồn gốc uh, để mà cho con em chúng ta biết dù chúng ta ở bên ngoại nhưng mà cũng biết được là lễ hội áo dài một cái lễ hội chung của tất cả những người Việt Nam chúng ta xin quý vị hãy liên lạc với ban tổ chức đó là cô Jenny Đỗ 408 9159299 hoặc là bảo trợ xin liên lạc lệ Điệp là 408 898 7150. Bây giờ cô lệ Điệp xin mời uh, Jennifer chung uh, giới thiệu cái website nào để uh, recruit một mớ uh, các em thanh niên trẻ, thiếu niên trẻ để vào volunteer ừ. để mà vào diễn trong cái chương trình của Áo dài Facebook. Đây là một cái chương trình gồm có từ người lớn tới trẻ em một cái chương trình chung một cái tinh thần tập thể rất là quy mô do đó rất mong quý vị ủng hộ cho chương trình mong rằng quý vị sẽ gọi vào để bảo trợ cho chương trình đó là 408 à, 915 9299 trưởng ban tổ chức Jenny, Jenny, Đỗ hoặc là gọi trực tiếp cho lời điệp 408 898 7150 à, mời Jennifer cho biết cái website của mình và how, à, làm sao người ta vào để người ta xin volunteer nhờ em Jennifer nói cho khán giả biết dùm dạ yeah, cảm ơn cô lời điệp à, số thứ quý vị nếu mà quý vị có các em hoặc là muốn tự mình ra volunteer thì các uh, quý vị có thể liên lạc thẳng với jennifer số so phone jennifer là bốn không tám sáu hai ba năm hai ba chín hoặc quý vị có thể lên mạng là áo dài festival com Uh, forward slash join uh, uh, dễ nhất là, là quý vị liên lạc với Jennifer thì hiện giờ giống như Jennifer nói hồi nãy là có rất là nhiều opportunities để quý vị lên vừa có backstage production quý vị có thể làm nhiều mẫu trong cả các uh, showcase designer bữa đó uh, hoặc quý vị có thể giúp Jennifer uh, uh, ở cái uh, áo dài walk so năm nay uh, có rất là cái đặc biệt uh, khác hơn mấy năm trước uh, là năm nay Jennifer muốn khuyên uh, quý vị đến cái bữa đó 15 tây tháng 5 ở cái Caesar Chavez Park ở trong downtown San Jose thì quý vị ra đó đó À, khoảng 4 giờ chiều trưa thì uh, Jennifer cũng gọi mời quý vị đến và mang áo dài vậy mời các em mang áo dài luôn thì lúc mà mình ra đó mình sẽ làm một một cái parade từ downtown San Jose qua cái Fairmont Center thì Jennifer um, rất là vui là được um, uh, được participate trong cái uh, event bữa đó tại vì quý vị nghĩ đi um, ở mình ở San Jose nó có rất là nhiều event nó có rất là nhiều cultured uh, celebrations nhưng mà riêng cái ngày áo dài chưa có nên nếu mà quý vị muốn ra ủng hộ áo dài festival và làm một, một cái parade rất là tuyệt vời uh, Jennifer mong quý vị sẽ liên lạc thẳng với Jennifer và Điệp cũng muốn bỏ túc xem là tất cả quý vị uh, quan khách và quý vị tới dự áo dài festival quý vị có thể mặc áo dài thật là đẹp của quý vị đó là một lễ hội áo dài đó là khuyến khích mọi người mặc áo dài và cái lúc mà làm ở ngoài trời thì mong rằng quý vị cùng với ban tổ chức cùng với các em cũng là celebrate uh, uh, ăn mừng mà cái buổi lễ hội áo dài và theo như là điệp biết là Jenny đã có một cái chiều hướng là sinh cái ngày 15 tây tháng tám trở thành là cái ngày áo dài của Việt Nam chúng ta thì Jenny có thể giới thiệu thêm cái phần đó được không ạ? Dạ vâng, cái đó là rất là một cái là rất là hãnh diện cho cộng đồng chúng ta là Jenny muốn nó trở thành một cái truyền thống, nó không còn là một cái lễ hội áo dài không là chỉ có trong cộng đồng Việt Nam mà nó phải là một cái sự sinh hoạt sự sự kiện sinh hoạt ngay trong thành phố của San Jose. Và vì vậy với cái niềm hoài bão đó à, trong cho tất cả mọi người trong ban tổ chức đều đồng lòng đưa một cái đơn lên cho thành phố của San Jose và cho nên được biết là một số các nghị viên rất là hoan nghênh thì hy vọng rằng là cái cái cái, cái dự quyết đó sẽ được thông qua và nếu dự, dự quyết của thành phố thông qua cho nên cũng đưa xin lên cho dự, cái dự quyết này đến với quận hạt của Santa Clara và sau đó là đối với tiểu bang California nói tóm lại là mình muốn cái dự quyết trở thành truyền thống của thành phố San Jose của quận hạt Santa Clara và cuối cùng là của tiểu bang California để mà nói tuyên bố rằng ngày 15 tháng 5 là ngày lễ hội áo dài, ngày 15 tháng 5 là ngày áo dài có nghĩa rằng là không cần biết là mình có phải gốc Việt hay không tất cả phụ nữ, cho nên nhất là các phụ nữ cần mọi mọi người nên coi như là khoe cái sắc đẹp của mình qua tà áo dài. Tà áo dài sẽ đem đến cái cái sự lịch thiệp, cái cái duyên dáng, cái phong cách quý phái của một người phụ nữ mà trong đó là cái quý phái và cái đẹp của một dân tộc. Thành ra đối với cái đây là một cái nếu mà tất cả dự quyết mà Jenny và ban tổ chức đẩy lên mà được thông qua hết thì Jenny nghĩ tin rằng chắc chắn là sẽ phải thông qua là tại vì mình xin cái nó quá đẹp đi, mình xin một cái một cái dự dự quyết mà để nó đem màu sắc đến cho thành phố, đem màu sắc đến cho quận hạt, đem màu sắc đến cho tiểu bang thì ai mà có thể từ chối được? cho nên vì vậy với cái 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 lời tha thiết cho như kêu gọi mọi người dẫu mình có cơ hội để mua vé hay không mua vé không thành vấn đề cái thứ nhất là chịu khó mặc cái áo dài đem con em mình đến trước cái 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 khu vực mà trước cửa cái khách sạn Fairmont để mà cùng diễn hành với mọi người còn nếu quý vị không đến được thì ngày 15 tháng 5 này dầu quý vị có làm gì đi em nữa cũng nên mặc chiếc áo dài ngày hôm đó vì ngày hôm đó là ngày áo dài cảm ơn Jenny và Lệ Điệp cũng muốn bổ sung là à, quý vị có thể mua vé ở tại à, website của hội hoặc là liên lạc Jenny 408 915 29, À, 9299 hoặc là liên lạc 408 898 7150 để bảo trợ và mua vé vé thì từ 120 cho tới 2000 đô la chương trình áo dài không những chỉ là một cái chương trình uh, văn hóa uh, và nguồn gốc mà còn là một cái chương trình từ thiện giúp cho các em mồ côi ở tại Huế và lệ điệp xin cảm ơn quý vị mạnh thường quân và quý vị bảo trợ xin hãy gọi liên lạc với Jenny và lệ điệp để mà bảo trợ cho chương trình đó là 408 898 7150 xin mời Jenny Jenny Đỗ xin kính gửi lời chào đến tất cả các khán giả và Jenny hẹn mọi người gặp nhau 15 tháng 5 ngày áo dài đây Jennifer, xin cảm ơn à quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị bữa đó. Lê Điệp xin thân ái kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại Fairmont Hotel Áo Dài Festival.